nói về sợi vải của Việt Nam bị điều tra bán phá giá. Bộ Thương mại Hoa Kỳ, gọi tắt là DOC, đã chính thức điều tra vụ chống bán phá giá với sợi vải tổng hợp polyester nhập cảng từ Trung Cộng, Ấn Độ, Nam Hàn, Đài Loan và Việt Nam. Ngoài việc điều tra về việc bán phá giá thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ còn điều tra về các sản phẩm nhập cảng từ Trung Cộng cũng như từ Ấn Độ Vụ điều tra bắt đầu sau khi có đơn kiện của công ba công ty của Hoa Kỳ, đó là Dark Americas, Nanja Platis và công ty Ogira Polymers. Đơn kiện của ba công ty này cáo buộc các sản phẩm sợi vải được bán qua Hoa Kỳ của Việt Nam được bán ra với giá thấp hơn à, giá trị thật và việc bán phá giá đã gây thiệt hại cho ngành xuất cảng của Hoa Kỳ. Đơn kiện cáo buộc là tỷ lệ bán phá giá của Việt Nam là 64.73%, cao hạng thứ nhì trong số các quốc gia bị điều tra. Được biết vào năm 2016, Việt Nam đã xuất cản khoảng 12.4 triệu Mỹ Kim sản phẩm bị điều tra vào à, thị trường của Hoa Kỳ, đứng hàng thứ ba chỉ sau Trung Cộng là 97.4 triệu Mỹ Kim và Ấn Độ là 14.7 triệu Mỹ Kim. Có thể Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ ra kết luận sơ bộ về cuộc điều tra vào cuối tháng 11 năm nay trong khi nếu mà trong trường hợp kết luận điều tra cuối cùng có sự thiệt hại thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ ban hành lệnh bắt buộc phải đóng thuế vào giữa tháng 3 năm 2018 đối với sợi vải của Việt Nam nhập vào Hoa Kỳ thưa quý vị. Và thưa quý vị, à, vừa rồi là chương trình tin tức của đài SCT trên băng tầng 57.4 và trên hệ thống Galaxy 19 Qua sự trình bày của Đức Vượng à, thay mặt anh em trong đài truyền hình SCT à, Chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày thứ hai đầu tuần thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui Xin kính chào quý vị